Hôm nay, Tì và em rất vui khi được cùng các bạn chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng và đẹp nhất cuộc đời này với các mẫu thiết kế áo cưới bên tụi mình. Cùng theo dõi nhé. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và trân trọng nhau. Hãy cùng Tì và em tạo nên những bộ áo cưới chỉ có riêng bạn đây, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trong hành trình cuộc sống của các bạn. Chúc hai bạn một ngày cưới trọn vẹn niềm vui và một cuộc sống hôn nhân viên mãn.